Kinh khủng, kinh khủng. Cuộc sống bây giờ thực sự rất nguy hiểm và có quá nhiều những vụ lừa đảo xảy ra mỗi ngày và thủ đoạn thì càng ngày càng tinh vi. Vừa rồi thì có một vụ đó là trong Hồ Chí Minh có một bạn đã bị lừa sạch tiền ở trong tài khoản. Bạn ấy là một người đang kinh doanh online và đang cần phải kê khai thuế. Thì có một người đã gọi cho bạn đấy và nói rằng họ là cán bộ thuế và hướng dẫn bạn ấy là tải một cái app để kê khai. Sau khi bạn ấy tải cái app này xong thì cái app này đã xin được cái quyền truy cập vào điện thoại và điều khiển điện thoại của bạn ấy và đã rút hết tiền. Là một người làm trong lĩnh vực phần mềm thì mình rất là quan tâm về việc là bảo mật thông tin và bảo vệ người dùng. Thì mình có hai lời khuyên dành cho các bạn như sau. Số 1 đó là khi mà bạn tải bất kỳ một cái app nào, dù là cái app đấy tên là gì, của tổng cục thuế hay là của những cơ quan chức năng nhà nước đi chăng nữa, thì bạn cũng sẽ cần phải xem rằng là cái app này họ xin những quyền truy cập như thế nào vào trong điện thoại của bạn. Và có những quyền rất nhạy cảm mà bạn không nên chia sẻ. Số 1 đó là quyền truy cập vào SMS, bởi vì là OTP ngân hàng nhiều bạn rất là hay dễ để dùng là SMS chứ không có dùng là Smart OTP. Quyền số 2 đó là quyền truy cập vào điện thoại. Và quyền số 3 là quyền truy cập vào vị trí cũng như là các file âm thanh hình ảnh ở trên máy của bạn. Và điều lưu ý số 2 đó là mình vô cùng cảnh báo đối với các bậc phụ huynh khi mà đang có con nhỏ, đó là mọi người có một cái thói quen vô cùng nguy hiểm, đó là cho con trẻ em nhà mình có thể tự dùng điện thoại để chơi game, để tải những cái app bất kỳ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách là làm thế nào để mà có thể kiểm tra và bảo vệ điện thoại của chúng ta. Bởi vì trẻ em thì các bạn thì không thể hiểu và lường trước được là khi tải một cái app thì sẽ có những rủi ro như thế nào. Khi tải app về, các bé sẽ vô tình cứ ấn là đồng ý và cấp quyền. Các bạn hãy vào trong cái mục là trình quản lý quyền của điện thoại. Trong cái mục này nó sẽ list ra tất cả những cái quyền mà điện thoại của bạn đang cấp phép cho các cái ứng dụng. Và vô tình với bản thân mình khi mình vào đây, mình thấy rằng là vào mục quyền là quản lý điện thoại thì có một cái app, đó là cái game mà Run Ăn Hoa Quả, nó lại xin mình cái quyền này và nó đã được cấp phép từ rất là lâu rồi. Và chúng ta sẽ cần phải làm ngay một cái thao tác, đó là chặn không cho cái app này xin quyền truy cập vào cái mục này của mình nữa.